Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được cơ hội để nhóm nhau lại ở trong ơn của Chúa. Chúng ta trân quý những gì Chúa ngài ban cho chúng ta. Bởi vì chúng ta không biết, cho đến khi chúng ta mất điều mà chúng ta có, chúng ta mới thấy quý điều mà mình đã đánh mất. Cảm ơn Chúa vì cơ hội mà Chúa ngài cho chúng ta được nhóm nhau lại. Được thờ phượng Chúa. Chúa cho chúng ta cùng tâm lòng hăng hái mong chờ đến ngày Chủ nhật để chúng ta về nhà Chúa và chúng ta cùng với các anh chị em mình thờ phượng Chúa. Đây phải là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng. Vì có những cuộc đời khi họ để cho mình trôi lạc xa Chúa. Bắt đầu từ tấm lòng, khi đi thờ phượng trở thành một gánh nặng. Trên một điều chúng ta làm việc một cách uể oải, chúng ta thấy cái tấm lòng của chúng ta không còn liên lạc với buổi thờ phượng. Thì chúng ta sẽ thấy mối liên hệ của chúng ta với Chúa nó không còn giống như trước đây nữa. Nó ảnh hưởng về đến nhà của chúng ta, rồi gia đình của chúng ta cũng nguội lạnh theo, và mọi việc nó sẽ đi xuống từ đó. Anh chị em, rất là quan trọng để chúng ta nhớ những cái phước hạnh mà chúng ta có được khi chúng ta nhóm nhau lại thờ phượng Chúa. Và chúng ta nhớ đến không phải chỉ đi nhà thờ mà thôi, những giây phút chúng ta gặp Chúa, chúng ta kinh nghiệm được Ngài. Và nhớ nhiều nhất là cái kinh nghiệm mà lần đầu tiên chúng ta tiếp nhận sự tha thứ và sự cứu rỗi của Chúa cho đời sống của chúng ta. Ngay giây phút đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thiên đàng vui mừng. Thiên sứ nhảy múa vui mừng ở trên thiên đàng khi chúng ta kinh nghiệm điều đó ở trên đất này. Ngày đó phải là một đánh dấu mà chúng ta không bao giờ quên trong cuộc đời của chúng ta. Có những lúc Satan sẽ mồi nhử chúng ta bằng những sự cám dỗ của nó. Để chúng ta nhớ đến ngày đó và chúng ta nói như Joseph rằng tôi không thể phạm tội nghịch cùng Chúa, Đấng đã đối đãi với tôi một cách tốt lành. Và chúng ta sẽ có thể nói không với cám dỗ. Khi chúng ta nhớ đến những điều Chúa ngài đã làm trên cuộc đời của chúng ta, những phước hạnh mà Chúa ngài dành ban cho chúng ta, thì có những lúc thì như là ông Job đã kinh nghiệm, vợ của ông nói ông rủa xả Đức Chúa Trời rồi ông đi chết cho rồi đi. Job trả lời, sao mà bà ngu muội như vậy? Chúng ta cảm ơn Chúa khi Chúa ngài ban cho, và khi Chúa ngài cất đi chúng ta cũng phải biết cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta không nhớ những điều Chúa ngài làm cho đời sống của chúng ta cũng có thể mắc mưu ma quỷ là chúng ta sẽ oán trách Chúa, chúng ta sẽ có những lời nói như là vợ của ông Job. Những giây phút đó, trong lúc ông đang ở trong cái sự khó khăn, ngứa phải lấy mảnh sành để gãi cho đỡ ngứa, thì chúng ta thấy rằng bao nhiêu cái mất mát ở trong đời sống ông cộng hưởng lại, chúng ta thấy rằng một cái thách thức rất là lớn. Nhưng ông đứng vững được vì ông nhớ đến ơn của Chúa ở trong đời sống của ông. Cảm ơn Chúa, Chủ nhật tuần rồi một sự xem đã chia sẻ với chúng ta cái chữ lại đầu tiên ở trong loạt bài này, đó là chúng ta nhớ lại. Chúng tôi mượn cái ý tưởng này từ một cái chức vụ mà chúng tôi chia sẻ những bài giảng này với anh chị em. Trong tiếng Anh thì chúng ta thấy rằng nó là những chữ re, chữ e, chữ r và chữ e. Thì chúng ta thấy như chữ remember, repent, return. Thì cái chữ re đó thì nói đến cái sự trở lại, cái sự quay lại. Thì đến tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta dùng chữ lại. Thì chúng ta nhớ lại tuần rồi. Và hôm nay thì tôi xin mời anh chị em chúng ta sẽ cùng suy nghĩ việc chúng ta ăn năn trở lại. Ăn năn trở lại cùng Chúa. Đây là một cái chìa khóa phước hạnh mà Chúa ngài trong sự thương xót của ngài, ngài cho chúng ta để chúng ta có thể mở trở lại một cuộc sống phước hạnh, đầy tràn ơn của Chúa, tươi mới ở trong ơn của ngài, sau khi chúng ta vấp ngã trong cuộc đời của mình. Ăn năn trở lại với Chúa là điều mà chúng ta thấy rằng phước hạnh Chúa ngài dành cho chúng ta. Ăn năn không phải là Chúa muốn chúng ta cảm thấy mình như là một người thất bại, nhưng mà Chúa muốn chúng ta quay trở lại với Chúa để chúng ta được tha thứ, để chúng ta được phục hồi. Tôi nhớ trong bối cảnh bài giảng thứ hai của sứ đồ Phi-e-rơ ở trong công vụ các sứ đồ. Bài giảng thứ nhất, ông đã đáp ứng lại với cái câu hỏi của những người đang nghe ông giảng. Thấy những điều việc Chúa làm. Và họ nói rằng các sứ đồ đang lấy các thứ tiếng lạ, cái thứ tiếng ngoại quốc, những thứ tiếng mà họ chưa bao giờ học, để nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Và những người quan sát đó, đám đông chạy ra để nghe cái tiếng vang này như tiếng gió thổi ào ào đó, nó ở đâu và nó đang làm gì. Thì khi mà họ đến nơi thì họ thấy các sứ đồ đang ca ngợi sự cao trọng của Chúa, thì họ nói, ồ mấy người đó là mấy người say rượu. Thì rồi đứng lên và ông nói rằng làm sao say rượu được vì mới 9 giờ sáng. Ông nói rằng những việc đang diễn ra, các ngươi đang thấy đó, để ứng nghiệm lời tiên tri của sách Gioan, và ông trích lời tiên tri Gioan về lời cha hứa, đó là trong những ngày cuối rốt ngày sẽ đổ thần của ngài trên một lời xác thịt. Và sau đó ông đã trực diện, ông nói với những con người đang có mặt ở tại đó, trong đó có những lãnh đạo của Do Thái, về thế nào họ đã khước từ Chúa.
Và trong lúc ông giảng thì sự cáo trách đã đến ở trên những người Do Thái có mặt ngày hôm đó. Họ la lên, chúng tôi phải làm gì để được cứu? Và sứ đồ Phi-rơ đã chỉ dẫn cho họ ăn năn, chịu báp têm để được tha thứ, rồi nhận sự ban cho của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Đến bài giảng thứ hai thì chúng tôi nhớ ông và sứ đồ Giăng trên đường đi lên đền thờ. Thì ngày hôm đó Chúa ngài dùng họ để chữa lành cho người bài đang ngồi ăn xin ở trước cổng của đền thờ. Với câu nói là cũng phương châm mà chúng muốn mỗi đời sống của chúng ta cũng có, đó là bạc và vàng ta không có, nhưng điều ta có ta cho ngươi. Nhân danh Giê-xu người Nazareth hãy đứng dậy và bước đi. Người bại nhảy một cái, cất cổ chân cứng vững, rồi đi rồi nhảy múa vào trong đền thờ để thờ phượng ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi việc xảy ra thì người ta nhìn Phi-rơ như là một cái nhìn hết sức là kinh ngạc. Không nói rằng sao các anh em nhìn tôi như vậy, tưởng rằng bởi ân đức riêng của tôi không, bởi vì nhờ danh của Đức Giê-xu. Nhưng mà dựa trên điều đó thì sứ đồ Phi-rơ đã nói thẳng vào mặt của những người lãnh đạo Do Thái. Thế nào các ông đã xin tha cho mình một kẻ sát nhân, rồi cùng một lúc ông đã kêu án để giết chết vua của sự sống. Khi ông xác định khán giả với những con người chịu trách nhiệm trong việc đóng đinh Đức Chúa Giê-xu, thì chúng ta thấy ông lại tiếp tục với một cái lời kêu gọi đầy lòng thương xót, trắc ẩn. Công vụ chương 3 câu số 9. Vậy, những con người này, quý vị là những người đã chịu trách nhiệm trong việc kêu xin một cái chuyện bất công, bất chịu rất là lạ, là xin thả cho mình một kẻ sát nhân, một tên cướp, mà lại kêu án để đóng đinh vua của sự sống. Đấng không làm cái gì hại quý vị hết. Ngày bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, vân vân, mà chúng ta có thể hình dung được trong tất cả những điều đó, thì sứ đồ Phi-rơ kêu gọi những con người đã phạm tội này. Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời, để tội lỗi của mình được xóa bôi, hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban sẽ đến. Ông rao báo một cái tin vui hết sức là tuyệt vời cho mỗi chúng ta nữa. Khi chúng ta vấp ngã, khi chúng ta phạm tội, chúng ta đã chọn sống xa Chúa, gánh nặng của tội lỗi bắt đầu đè trên người của chúng ta. Bao nhiêu những sự khó khăn ập đến trên đời sống của chúng ta, ở dưới cái gánh nặng cáo trách của tội lỗi đó, nếu chúng ta biết ăn năn quay về, thì không phải một kỳ nhưng mà các kỳ của sự tươi mới sẽ đến trên chúng ta. Đây là điều mà xin Chúa ngài cho ghi khắc trong tấm lòng của chúng ta ngay bây giờ. Học cho kỹ về điều này. Học cho khi chúng ta vấp ngã, khi chúng ta lỡ lầm phạm tội, ma quỷ là kẻ cám dỗ chúng ta phạm tội, nó cũng sẽ lên án chúng ta. Nó nói mày có mày kìa, đã phạm tội như vậy mà còn nghĩ mày đi nhà thờ hả? Đi để làm gì? Chúa đâu có tha thứ những con người như mày. Nó đạp chúng ta xuống. Thì trong những giây phút đó hãy nhớ những điều chúng ta học trong ngày hôm nay, và chúng ta quyết tâm quay về. Chúng ta ăn năn, chúng ta trở lại với Chúa, hầu cho chúng ta được phục hồi. Vì không có sự ăn năn, không có sự phục hồi. Và ăn năn thì phải ăn năn như thế nào? Ăn năn là gì? Theo như định nghĩa của Kinh Thánh, ăn năn là thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta. Cô Tô thứ nhì chương 7 câu 9 câu 10. Thì bây giờ tôi lại vui mừng. Tôi vui không phải vì anh em đã đau buồn, mà vì sự đau buồn của anh em đã đem lại sự ăn năn. Thật anh em đã đau buồn theo ý Đức Chúa Trời. Như thế chúng tôi không gây thiệt hại gì cho anh em cả, vì sự đau buồn theo ý của Đức Chúa Trời sanh ra sự ăn năn để được cứu rỗi. Điều này không có gì phải hối tiếc. Nhưng sự đau buồn theo thế gian thì dẫn đến sự chết. Sự đau buồn theo thế gian dẫn đến sự chết. Và đây là sự đau buồn mà chúng ta thấy rằng có thể đem đến cho con người của chúng ta. Thật ra cái sự đau buồn theo thế gian thật ra chỉ là chữ hối hận, chứ không phải ăn năn. Như tôi đã từng chia sẻ với anh chị em hình ảnh của hai đứa học trò cùng gian lận ở trong phòng thi. Một đứa bị bắt gặp tại chỗ và giám khảo xuống và đánh một con số 0 vào trong bài thi của nó. Đứa kia cũng gian lận nhưng mà không bị bắt. Trở về, nó suy nghĩ về cái việc nó đã làm và nó thay đổi cái sự suy nghĩ về việc đó. Ngày hôm sau nó đến gặp thầy, rằng thưa thầy, con xứng đáng để cùng nhận một cái phạt của thầy giống như trò kia, vì con cũng gian lận trong phòng thi. Xin thầy xử con theo đúng như cách mà thầy xử đứa bạn kia. Mặc dù đứa kia khi nó bị đánh một con số 0 ở trên bài thi nó khóc nhiều lắm. Còn trò này thì đến với thầy chỉ nói hết tất cả những cái bí mật mà xin thầy xử mình theo xứng đáng với điều mình làm. Thì thưa anh chị em, một đứa khóc vì bị ăn con số 0 với một đứa không bị ăn số 0 mà lại trở lại xin thầy xử mình theo cách mà xứng đáng với việc, với tội mình làm. Thì đứa nào là đứa ăn năn thật?
quay lại. Tại sao? Đứa kia nó khóc mà. Tôi nghĩ khóc đó là cái khóc hối hận. Tiếc quá, mình ăn gian, mình copy bài. Không biết mình viết ở dưới lòng bàn chân của nó hay là giấu ở trong cổ tay, không biết nó làm như thế nào. Nhưng mà bị bắt gặp. Tôi có thể khóc. Khóc là tức là mình, sao mình gian lận mà dở quá thầy thấy. Thì chưa chắc ăn năn phải anh chị em. Sự buồn rầu trên thế gian là như vậy đó, có thể khóc nhiều lắm. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy trong tâm lòng đó, nó chưa thay đổi ý kiến, bởi vì nếu không thật sự ăn năn đó, lần sau nó sẽ phạm tiếp. Còn cái trò mà không có bị bắt gặp, được 100 điểm nhưng mà về nhà bắt đầu thay đổi sự suy nghĩ của mình về cái việc mình gian lận. Mà không muốn mình nhẫn nhơ ở trên cái việc mình đã qua mặt được thầy. Được 100 điểm, nhưng mà 100 điểm đó không xứng đáng là điểm mình có. Ăn năn thật ở trước mặt Chúa cũng như vậy. Thay đổi cái sự suy nghĩ của mình về việc đó. Và đã làm một hành động xứng đáng với cái việc mà mình kết quả một cái xứng đáng với sự ăn năn của mình đã quay trở lại. Ăn năn là một cái chủ đề chính của Kinh Thánh. Ngay cả một người đọc Kinh Thánh một cách bình thường cũng sẽ sớm khám phá ra rằng sự ăn năn là một chủ đề chính của Kinh Thánh. Tất cả các tiên tri đều đề cập đến nó bằng cách này hay cách khác. Tiên tri Isaiah kêu gọi dân Israel ăn năn. Cũng như tiên tri Jeremy, tiên tri Ezechiel, tiên tri Ose, tiên tri Miche, tiên tri Malachi. Họ kêu gọi ăn năn trở lại với Đức Giê-hô-va, ăn năn trở lại cùng Chúa. Và khi chúng ta đi qua một cuộc lược khảo về Tân Ước, chúng ta sẽ thấy những từ ăn năn quay về, ăn năn trở lại được sử dụng 55 lần với nhiều hình thức khác nhau. Giăng Baptist kêu lên, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Và toàn bộ sứ điệp của Đức Giê-xu được tóm tắt ở trong những lời này, hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Và khi Đức Giê-xu sai phái 12 sứ đồ đi ra để rao giảng, thì Chúa bảo họ hãy kêu gọi người ta phải ăn năn. Chúa cũng đã tuyên bố, ta không phải đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi những kẻ có tội ăn năn. Khi Luca ghi lại phiên bản của ông về đại mạng lệnh của Chúa, thì ông đã ghi nhận Chúa Giê-xu ra lệnh cho các môn đồ của Ngài. Nhân danh Ngài rao giảng sự ăn năn vì sự tha tội cho muôn nhân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Như vậy chúng ta thấy cái sự ăn năn trở lại với Chúa là một cái sứ điệp chính của Kinh Thánh. Vì phía sau cái lời kêu gọi ăn năn này là một Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót yêu thương. Có hai câu Kinh Thánh mà tôi khuyến khích anh chị em cũng nhớ đến để chúng ta trong lúc là những người chờ đợi sự trở lại của Chúa, đang trông chờ sự trở lại của Chúa, mà chúng ta bị những người xung quanh chế nhạo chúng ta là chuyện đó nói hoài mà có xảy ra đâu. Phi rơ thứ nhì chương 3 câu số 9 nói, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. Ngài mà Đức Chúa Jesus Christ tái lâm để tiếp rước hội thánh của Ngài là điều Chúa hứa và chắc chắn sẽ đến. Chúa Ngài đã báo cho chúng ta biết khi chúng ta thấy cây vả nước lọc thì chúng ta biết rằng mùa hạ đến. Cây vả là hình bóng của nước Israel. Khi nước Israel họ trở về và thành lập quốc gia của họ trở lại, sau gần 2.000 năm tan lạc, không đất nước, không một lá cờ, ban đêm trong đến sáng, sáng trong đêm đến, họ phải trốn phía sau những cái vách tường, ở trong cái sổ hết sức là khó khăn, thì trong phép lạ của Chúa họ đã trở về thành lập quốc gia của họ. Và Chúa ngài cho chúng ta biết cái đồng hồ để báo về sự trở lại của Chúa bắt đầu, kim bắt đầu quay. Khi người Do Thái trở lại thành quốc của họ, khi cây vả nước lọc. Chúng ta biết thời kỳ của sự trở lại của Chúa rất gần với chúng ta rồi. Những dấu hiệu của chính trị, của thiên nhiên, thiên tai, đủ mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy, tiếng đồn về giặc giả, vân vân, dịch lệ, vân vân. Chúng ta thấy mỗi một ngày như là cái cơn đau của người đàn bà chuyển bụng, chuẩn bị sinh con. Ở tại Việt Nam tôi ngồi và nghe một sư xem kể mà tôi thấy cũng đau bụng theo. Khi một sư xem kể về sự chuyển bụng của vợ của mình. Chúng ta biết điều đó, mấy anh mà đã từng ở gần vợ của mình trong lúc chuyển bụng chúng ta nhớ được đó. Ban đầu nó là 3 phút, rồi dần dần nó đến 2 phút một lần. Và cái sự đau đớn Chúa nói rằng, cái ngày mà Chúa ngài sẽ trở lại đó, nó sẽ có những cái dấu hiệu chuẩn bị như một người đàn bà trong cơn thai nghén. Thế giới đang chuyển bụng.
để báo về cái sự trở lại của Chúa. Cho nên chắc chắn là ngày của Chúa, ngày sẽ trở lại. Nhưng có một số người họ chế giễu về việc này. Đây là những con người sống trong tội lỗi và những con người muốn bí mật Đức Chúa Trời và nói rằng cái chuyện mà Chúa ngày nói trở lại rồi sao không thấy. Chúa không chậm trễ đâu bạn ơi. Lý do là Chúa ngài chưa trở lại bởi vì ngài kiên nhẫn đối với anh em. Nhất là những con người nói rằng chuyện Chúa trở lại ở đâu. Chúa ngài kiên nhẫn với anh em, với những người đó vì ngài không muốn một người nào chết mất. Nhưng muốn mọi người đều ăn năn. Chúng ta biết rằng ngày của Chúa trở lại đã rất gần. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa ngài đang đáp lời cầu nguyện của nhiều người Việt Nam của chúng ta, của con dân của Chúa. Xin Chúa cho để cơ hội để dân tộc của chúng ta được biết về Chúa để được cứu. Phía sau của sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời là vì ngài muốn mọi người có cơ hội ăn năn. Tôi cảm ơn Chúa. Những người mới tin Chúa ở trong những ngày qua, anh chị em có cảm ơn Chúa vì Chúa ngài đã không sống trở lại vào thập niên trước. Nhờ như vậy mà chúng ta mới có trong nhà Chúa, tương lai đời đời của chúng ta mới có được ở trong Chúa vì chúng ta được, tên của chúng ta được ghi trong sách sự sống của Chúa. Tôi tin rằng lúc đó Đức Chúa Giêsu ngài cầu thay cho chúng ta. Ngài thấy anh chị em đang rất gần rồi, sẽ được bạn của mình mời đến, sẽ được những người lân cận của mình mời đến, những người thân thương của mình mời đến, và mình sẽ được nghe về tin lành cứu rỗi của Chúa, mình được cứu. Cho nên Chúa ngài kiên nhẫn, ngài chờ vì tình yêu thương của ngài. Nhưng mà nhớ sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời sẽ cũng đến một cái lúc rồi thì sự phán xét của Đức Chúa Trời cũng phải đến. Nhưng mà ngài kiên nhẫn, ngài kiên nhẫn chờ đợi, ngài cho thêm những cơ hội. Cho nên chúng ta nhớ rằng ăn năn, và Chúa ngài kiên nhẫn chờ đợi chúng ta ăn năn bởi vì sự thương xót của Chúa. Công vụ chương 17 câu số 30, một câu khác mà anh chị em cần nhớ. Thế thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó, nhưng bây giờ ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Chúa ngài đã bỏ qua thời kỳ ngu dại, nhưng bây giờ ngài ra lệnh cho mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Ý của Chúa muốn nói gì đây? Ngài muốn chúng ta ăn năn. Ngài ra lệnh cho chúng ta phải ăn năn, để chúng ta có thể nhận được sự phục hồi, được sự tươi mới ở trong Chúa trở lại, để đời sống của chúng ta có thể cởi bỏ những gánh nặng của mặc cảm tội lỗi. Chúng ta phải ăn năn, không có cách nào khác. Cảm ơn Chúa. Chúa bảo chúng ta ăn năn để chúng ta có thể được tha thứ, để chúng ta có thể được phục hồi. Bây giờ chúng ta định nghĩa rõ về ăn năn. Có hai từ ở trong Cựu Ước giúp chúng ta hiểu về sự ăn năn. Thứ nhất là chữ nekom. Nekom có nghĩa là quay lại hoặc là thay đổi cái suy nghĩ của mình. Và từ thứ hai đó là từ sóc. Nó được sử dụng 600 lần ở trong Cựu Ước, được dịch bằng những từ như quay lại, trở lại, tìm kiếm, khôi phục. Và chúng ta thường thấy nó ở trong cụm từ như hết lòng hướng về Chúa hay là trở về cùng Chúa. Khi đến Tân Ước thì chúng ta có một từ ở trong tiếng Hy Lạp, đó là chữ metanoia. Metanoia tại đây nghĩa đen của nó là thay đổi tâm trí của mình. Ăn năn về cơ bản có nghĩa là thay đổi suy nghĩ của bạn về một điều gì đó. Nó liên quan đến cái cách mà chúng ta suy nghĩ về điều đó. Cho nên khi lời của Chúa nói rằng nếu chúng ta nói mình không có tội là chúng ta nói láo. Sự thật không có trong chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ăn năn thì Đức Chúa Trời là thành tín công bình, sẽ tha thứ tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cái chữ ăn năn đó là chúng ta thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta về cái tội mà chúng ta phạm. Hồi trước chúng ta nhìn nó, chúng ta một cái cơ hội để chúng ta có thể nhào vào, chúng ta sung sướng đối với tội lỗi đó. Hôm nay chúng ta nhìn nó và chúng ta rằng nó chính là cái nọc độc mà có thể giết chết chúng ta. Thay đổi suy nghĩ đó. Nên lời của Chúa nói rằng đừng nhìn thấy rượu khi nó chiếu sao trong ly. Anh chị em thấy giống như quảng cáo về bia đó, nó phải đổ như thế nào, nó kéo cái cần một cái nước bia nó đổ vào trong đó, nó đổi bọt lên, nó chiếu sao trong ly, nó nhìn hấp dẫn lên. Trong rượu mạnh cũng giống như vậy. Lời của Chúa bảo chúng ta đừng nhìn trong lúc nó chiếu sao, nhưng mà hãy nhìn nó, cái hậu quả của nó như nọc của rắn độc, nó có thể giết chết mình. Mà mình thay đổi suy nghĩ của mình về việc tôi có nên uống rượu mạnh nữa hay không. Thay đổi suy nghĩ của chúng ta về một việc. Ma quỷ nó mồi nhử, nó nói làm sao trong sống chung thủy là cái chuyện cổ xưa rồi, mình thế kỷ 21 này mình phải thử các món ăn chơi của con trai của loài người chứ. Chết. Hãy thay đổi suy nghĩ về điều đó.
Ô, ngày hôm nay người ta làm chứ còn nghe một sư khán giảng cái chuyện đó là chuyện cổ lỗ sĩ, cái chuyện đó là old school, cổ quá rồi. Thế kỷ 21 này người ta sống một cách gọi là thoải mái đi. Một cái danh từ mà tôi nghe ở tại Việt Nam tôi xài rất nhiều, thoải mái đi. Thiệt không? Nhào vô đó rồi nó xiết cổ chết chứ ở đâu mà thoải mái. Chúng ta đổi cái sự suy nghĩ của mình về cái công việc, cái hành động tội lỗi và phạm tội đó. Mình nhìn biết nó là cái mồi nhử của ma quỷ. Mà mình cắn câu một cái đó là nó giật một cái là rách mép. Nếu thoát là được, không đó là nó lôi lên, nó đánh dậy, nó làm, nó bỏ lên chảo, nó chiên luôn. Thay đổi tâm trí, ăn năn là thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta về một điều gì đó. Đó là sự ăn năn thật. Rồi chúng ta quyết tâm quay về. Có một câu chuyện, thật ra ba câu chuyện mà Chúa Giê-xu Ngài kể. Để chúng ta sẽ cùng suy nghĩ tại đây ở trong Luca chương thứ 15. Một phần kinh thánh quen thuộc. Chúng ta học về tình yêu của cha, về cái lỗi lầm của người anh cả, hay là cái sự ra đi của người con hoang đàng. Hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ ba câu chuyện này trong lăng kính của sự ăn năn quay về, ăn năn trở lại. Chúng ta cùng đến với Luca chương 15. Bây giờ, tất cả những người thu thuế và kẻ có tội đến gần Đức Giê-xu để nghe Ngài giảng. Tức là đông lắm. Những người Pharisee và các thầy thông giáo phàn nàn rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng. Vì thế Ngài kể cho họ ẩn dụ này. Có ai trong các ngươi có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con kia nơi đồng hoang để đi tìm con cho được kỳ được con chiên bị mất chăng? Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó trên vai. Và lúc về đến nhà, người ấy gọi các bạn hữu và láng giềng đến và nói, hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên bị mất. Cũng vậy ta bảo các ngươi thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn. Chúng ta để ý đến điều đó, ăn năn. Người tội nhân ăn năn. Hay có người nữ nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà và cẩn thận tìm kiếm cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, nàng gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói, hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất. Cũng vậy ta bảo các ngươi, các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn. Ngài lại kể tiếp, một người kia có 2 con trai. Người em nói với cha, thưa cha xin chia cho con phần tài sản thuộc về con. Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Chẳng bao lâu, người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa, ở đó ăn chơi phóng đãng phung phí tài sản mình. Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ xảy có một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ, biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật mà ở đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha, cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha. Không xứng đáng gọi là con của cha nữa, xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy. Nó liền đứng dậy, trở về với cha mình. Ta ăn năn đó anh chị em. Nhưng khi còn ở đằng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Rồi con thưa với cha, cha ơi, con đã phạm tội với trời với cha, con chẳng xứng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, hãy bắt bê mập làm thịt, chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ được sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được. Rồi họ bắt đầu ăn mừng. Bây giờ người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa. Anh chị em, những người mà chống đối đàn ca nhảy múa trong hội thánh đó, nói rằng trong Tân Ước không có chuyện này. Đây nè, cái chỗ nào mà có những tội nhân trở về được phục hồi đó, tại đó có đàn ca nhảy múa. Chỉ có chỗ nào có 99 con không chịu ăn năn đó, mà xem thường cái việc những người tội nhân quay trở về và cái niềm vui của được tha thứ đó, thì chúng ta sẽ nói rằng ở trong nhà thờ không có được ca hát nhảy múa. Mình phải kỉnh kiền. Trong kinh thánh Tân Ước không có chỗ nào nói rằng đàn ca nhảy múa. Đây nè, trong bữa tiệc ăn mừng lên chứ. Nên đây là điều mà tôi đã sử dụng từ ngữ. Tôi nhớ anh Thanh Tùng đến mà nói rằng mục sư em chịu nhất, em thích nhất cái câu là mục sư không gọi đi nhà thờ, mục sư nói về nhà cha. Thì tại đây nhà cha. Chúng ta những đứa hư mất được tha thứ mà chúng ta trở về. Và mỗi ngày Chủ nhật là chúng ta lễ hội vui như thiên đàng vui cái ngày mà chúng ta ăn năn quay về đó. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta là những tội nhân được tha thứ.
Cảm ơn Chúa. Nhưng mà người anh cả này anh không thấy như vậy. Nghe tiếng đàn ca nhảy múa thì anh gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì. Đầy tớ thưa, em cậu đã trở về và cha cậu làm thịt con bê mập vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng. Nhưng anh thưa với cha, cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha, mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. Nhưng khi đứa con kia của cha, là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm, rồi trở về thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng. Người cha đáp, con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con. Nhưng đáng phải dọn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết, mà nay là sống đã mất, nay tìm lại được. Chừng đó chúng ta không cần phải giải thích thêm, nhưng mà tôi mời anh chị em chúng ta nhìn ở trong lăng kính của sự ăn năn. Thứ nhất, chúng ta để ý đến lý do tại sao Chúa ngài giảng những lời này. Ở trong câu 1, câu 2. Bây giờ tất cả những người thu thuế và kẻ có tội đến gần Đức Chúa Giêsu để nghe ngài giảng. Những người Pharisee và các thầy thông giáo phàn nàn rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng. Những người này bực mình. Họ bực mình vì Chúa Giêsu lại nhẹ nhàng, thoải mái đón nhận những tội nhân này. Và chẳng những như vậy, Chúa còn ngồi xuống Chúa ăn với họ, làm cho mấy con người đạo đức khó chịu. Đáng lý Chúa phải qua ở bên này là ngồi ăn với chúng tôi, chúng tôi mới xứng đáng. Còn cái bọn đó thì không nên. Cho nên họ phàn nàn về việc đó. Vì thế ngài kể cho họ ân dụ này, có ai trong các ngươi, tôi hỏi một cái câu hỏi để nói rằng đáng lý việc nó phải như vậy, nhưng mà có ai trong các ngươi, bởi vì các ngươi nhìn trong một cái lăng kính từ nơi cái đạo đức giả của mình, và các ngươi nhìn những người khác ở trong cái nhìn khinh miệt. Chứ có ai trong các ngươi mà có 100 con chiên mà mình biết có một con nó bị lạc mất mà không đi tìm nó để mang nó trở về? Anh chị em cho tôi chia sẻ với anh chị em ba điều mà Chúa Giêsu giảng. Thứ nhất, trong bài giảng của Chúa Giêsu, người chăn khôn ngoan và yêu thương. Khi chúng ta nghe điểm đầu tiên này trong bài giảng của Chúa Giêsu về con chiên lạc mất, rất nhiều lần chúng ta nghe những người giảng lời của Chúa thì nhấn mạnh cái chỗ này, và tôi tin rằng nó không đúng. Đó là Chúa Giêsu bỏ 99 con kia ở giữa đồng vắng, rồi ngài đi và dành thời gian đi tìm một con lạc mất. Đó không phải là Chúa Giêsu của chúng ta. Đó là lối suy nghĩ của những con người họ muốn áp đặt vào ở trong chức vụ của những người hầu của Chúa. Và tôi đã từng nghe, ông sư phải học theo gương của Chúa Giêsu, một sư phải bỏ đi tìm cái con chiên lạc mất. Không có một người chăn khôn ngoan yêu thương nào bỏ chiên của mình lạc lõng ở giữa cái hoang mạc như vậy. Chó sói nó có thể vào, nó tấn công bầy để đi tìm một con lạc mất. Xin Chúa cho đi chúng ta đổi suy nghĩ của chúng ta để chúng ta hiểu tấm lòng của Chúa và nguyên tắc của ngài. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu ngài tự giới thiệu ngài là người chăn nhân lành, phải không? Chúa Giêsu mô tả người chăn hiền lành như thế nào? Ở trong Giăng chương 10 câu 3 đến câu 4. Người chăn hiền lành đó, người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn. Có sự quen thuộc, có sự gần gũi. Người chăn nghe tiếng và biết nó là chiên của mình. Chiên cũng biết tiếng của người chăn. Người ta nói rằng trong một cánh đồng có thể có nhiều bầy chiên mà nó đang ăn cỏ như vậy. Thì người chăn nào lên tiếng thì chiên của người đó nó sẽ chạy theo cái người đó, nên đi theo người chăn đó. Cảm ơn Chúa chỉ trừ ra những con chiên không biết tiếng của người chăn của mình. Người chăn chiên hiền lành là người chăn chiên chúng ta thấy ở đây canh gác, bảo vệ chiên của mình. Thì chúng ta biết rằng chiên đó là một cái con thú, nó không có khả năng để bảo vệ mình. Nó không có móng, có dấu để có thể tấn công con thú đến để tấn công nó. Cái hàm của nó cũng không có cái sức mạnh như hàm của sư tử. Nó chỉ có một cái là nó có cái hàm răng, mà hàm răng ăn cỏ cho nên cũng không có những cái răng nhọn để xé thịt. Cho nên chiên sống lệ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người chăn. Trong trường hợp này tại đây anh chị em,
Ở trong Giăng chương 10 câu 11 đến 13, Chúa Giêsu ngài cho biết thêm: ta là người chăn nhân lành. Người chăn nhân lành vì chiên hy sinh mạng sống của mình. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn, chiên không thuộc về nó, nên khi thấy muôn sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc. Vì là kẻ chăn thuê nên nó không quan tâm gì đến chiên. Nếu Chúa Giêsu là người chăn nhân lành và người chăn yêu thương chiên của mình, ngài sẽ không bỏ 99 con để đi tìm một con. Như vậy chúng ta cần hiểu chỗ này như thế nào. Tôi đề nghị với anh chị em một cái sự suy nghĩ. Có bao giờ anh chị em trong cái trò chơi chúng ta đếm người mà họ đang di chuyển chạy lòng vòng trong phòng không? Có đếm được không? Chắc chắn là không. Chiên cũng vậy, nó khi nào nó đứng yên đó, nó đi chỗ này nó chạy chỗ kia, mà đếm một mà chưa đến 99 rồi biết thiếu một con nữa, thì chúng ta biết rằng đó là chuyện không thể nào đếm được. Nhưng mà nguyên tắc của người chăn là nghe tiếng của chiên, chiên nghe tiếng của người chăn và quen biết nhau. Cho tôi đề nghị với anh chị em, trong một cái bầy có 100 con đó, 99 con đang ở trong sự chăm sóc của người chăn. Thình lình người chăn nghe tiếng của con chiên, nó tưởng là bên ngoài bầy đó là tốt. Bước ra đó rồi mới thấy không có sự bảo vệ của người chăn. Nó kêu lên: An An, An An. Người chiên lần theo cái tiếng, bởi vì quen biết đó là tiếng của con chiên của mình, tìm gặp nó. Và chúng ta để ý tới đây, người chăn liền cổng chiên trên vai của mình trở về. Người chiên không có đi xa như người ta mô tả là đi vào ở trong vách núi, đi tìm vào trong những cái nơi xa xăm để đem con chiên này về. Nhưng mà con chiên này đó, nó đi lạc ra khỏi bầy, không xa lắm. Nhưng mà người chăn nghe cái tiếng kêu cứu của nó và đến để gặp nó. Điều này xác nhận với chúng ta trong ý niệm không có sự ăn năn, không có sự phục hồi. Không có tiếng lên kêu cứu, Chúa ngài không đáp lời. Thì Chúa không bỏ 99 con để rồi bị tấn công bởi thú dữ như là người chăn thuê để đi và tìm một con chiên không ăn năn. Cho nên nhiều năm chúng ta có thể nghe giảng, và tôi cũng đã từng được những người đến mang cái gánh nặng làm cho tôi phải mặc cảm. Hôm xưa tối ngày cứ ở trong hội thánh, mấy cái người này là tốt rồi, còn cái mấy cái người mà bỏ Chúa, mấy cái người mà đã đi xa, đã tách rời hội thánh, hôm xưa phải đi tìm họ. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đến với những người lên tiếng An Na. Có người hỏi tôi chứ, bây giờ tụi em lỡ bỏ hội thánh đi rồi, nghe theo lời dụ dỗ người ta đi rồi, bây giờ muốn trở về, mục sư có nhận về không? Tôi nói bất cứ lúc nào ăn năn thật, quay trở về, nhà của Chúa luôn luôn mở rộng cửa. Đứng ở ngoài xa dậm chân nói sao tôi đi liên lạc, tôi mắng chửi ông mà ông không đi kiếm tôi để ông đem tôi về. Không có chuyện đó. Bây giờ những người ở lại, ai giữ người bỏ đi? Trừ trường hợp cái người bỏ đi ăn năn, thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, kêu cứu thì sẽ được giúp đỡ. Phải không chứ? Anh Đức, ông Hoàng Đức Thành khi còn sống, một số anh em của chúng tôi nghe tiếng kêu cứu của những người sống ở trong những cái trại tù chuẩn bị để trả những cái án rất là nặng. Chúng tôi lái xe gần 2 giờ đồng hồ đi đến đó để tìm họ, vì họ kêu lên ở trong đó, nói rằng chúng tôi có nghe bài giảng của mục sư ở trên radio, bây giờ chúng tôi muốn được sự giúp đỡ để dạy lời của Chúa. Chúng tôi liền lục đục lên xe để làm công việc đó. Khi nào có một cái ý ăn năn quay về, biết Chúa Trời ngài sẽ điều động để chúng ta được giúp đỡ. Ăn năn trước, sự phục hồi theo sau. Amen. Bây giờ chúng ta hiểu được tấm lòng của Chúa. Đừng gán cho Chúa cái tội như là cái người chăn thuê. Bỏ chiên của mình một cái bầy cho muôn sói, nó có thể vồ lấy chiên và làm cho tan lạc, để chạy đi theo một người không chịu ăn năn. Amen chị em. Đó là điều mà Chúa ngài đã dành cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta vô cùng, nhưng mà ngài kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Nếu chúng ta không ăn năn, Chúa không làm gì được. Ngài tôn trọng một cái quyền mà đối với tôi, khi chúng ta hiểu được thì chúng ta cảm ơn Chúa lắm. Đó là cái quyền tự do lựa chọn, the free will. Chúa yêu chúng ta như Chúa. Chúng ta sẽ học đến câu chuyện của người cha nhân lành này. Khi con nó đòi chia gia tài, người cha thừa biết là nó sẽ tóm thu hết cái phần gia tài đó đi ăn chơi, nhưng người cha vẫn chia cho nó. Nói lên tấm lòng của Đức Chúa Trời, ngài sẵn sàng và ngài quý cái sự tự do lựa chọn của chúng ta. Vì ngài cho chúng ta đó là một cái đặc quyền. Điều khác hơn, chúng ta khác hơn với những con robot, đó là cái quyền tự do lựa chọn của chúng ta. Chúa tôn trọng nếu chúng ta chọn, tôi sẽ chọn sống đời đời không ở trong sự hiện diện của Chúa và tình yêu của ngài, chúng ta được quả ngục đời đời là chỗ đó.
ta không bày tỏ sự hiện diện của ta, nhưng mà ta tôn trọng cái quyền lựa chọn của con sẽ được vào cái nơi con muốn đến. Mặc dù Chúa yêu nhưng mà Ngài tôn trọng cái quyền tự do lựa chọn của chúng ta. Sự tự do lựa chọn là một cái đặc quyền mà Chúa cho chúng ta rất quý, làm cho chúng ta khác biệt hơn những con robot mà người ta tạo cho nó một cái program rồi đó thì nó sẽ làm như vậy. Sáng sớm nó có thể thức dậy và nó good morning. Tôi rất là thương ông chủ. Chỉ có những người đối khác những cái lời như vậy mới nghe thì thấy an tâm một chút xíu là có một cái con robot nó nói điều đó. Nhưng mà không có gì quý cho bằng một đứa con được sanh ra trong gia đình. Nó gặp cha, nó chào cha. Con yêu thương cha. Không có gì sung sướng cho bằng cái giây phút mà khi tôi ngồi trên ghế, con của tôi nó chạy vào nhảy vào trong lòng của tôi và nhìn lên nói, I love you daddy. Sự lựa chọn của nó. Chúc quý điều đó. Nên Chúa cho chúng ta cái quyền tự do lựa chọn. Nhưng mà đáng tiếc là loài người chúng ta đã sử dụng cái quyền lựa chọn, tự do lựa chọn đó một cách rất là tồi tệ. Nhưng mà Chúa vẫn tôn trọng. Cho nên Ngài sẽ không làm gì cho đến khi chúng ta ăn năn, thay đổi suy nghĩ của chúng ta về tội lỗi, chúng ta quay về lập tức Chúa Ngài gặp chúng ta ở chỗ đó. Như đứa con quan đàn nó trên đường trở về, còn đằng xa thì cha của nó đã chạy. Có một cuốn phim mà tôi coi hồi nhỏ mà tôi nhớ hoài, ấn tượng lắm. Người cha chạy súc dép, ông đang mang dép hay mang guốc gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng mà ông chạy thấy dép nó văng ra bởi vì ông chạy vì vui quá, con của mình nó trên đường về. Người cha đứng chờ nhiều ngày vì người cha đang chờ ăn năn đến trước, sự phục hồi theo sau. Kinh Thánh nói cái gì khác nữa? Vui mừng. Người cha vác nó trên vai. Vui mừng vác nó trên vai. Và anh chị em, cái con chiên mà được vác ở trên vai, được người cha tìm gặp, nó cũng vui nữa. Nhớ ngày đó không? Ngài vui hơn hết. Ngài tôi tin Chúa. Tôn Chúa Giê-xu làm cứu Chúa mình. Rồi miệng ca tai múa, linh khúc tấu vang đền Đức Chúa Trời. Vô nghe người ta dạy riết rồi cấm luôn. Lúc mà mới tin Chúa vui quá, miệng ca tai múa linh khúc tấu vang vào nhà Chúa thờ phượng Chúa. Vô nhà thờ riết nó trói tai lại. Trong nhà thờ này cấm nha, thờ phượng là không có được múa nha. Hát thì hát nhỏ nhỏ thôi nha. Không anh chị em, bỏ qua tiếng và ý nghĩa của con người, trở lại với cái ngày, nhớ lại cái ngày mà mình vui vì được Chúa ẩm mình về. Mình được tha thứ, mình được phục hồi, địa vị làm con ở trong nhà. Mình trở về với rằng chiên, bây giờ lại được ở trong sự chăm sóc của người chăn nhân lành. Ăn Chúa. Chẳng những như vậy mà hình ảnh rất là tuyệt vời tại đây. Cũng vậy ta bảo các ngươi thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn. Vấn đề rất là đơn giản. Chúng ta nhớ điều này. Phải có sự ăn năn trước khi sự phục hồi đến. Phải có đầu hàng trước khi chiến thắng. Phải có sức mạnh. Xin lỗi, không có sức mạnh nếu không biết rằng mình yếu đuối. Có chiên lạc không tìm kiếm được, cũng như không được đưa trở lại đàn cho đến khi con chiên này ăn năn. Ăn năn. Cảm ơn Chúa. Điểm thứ hai trong bài giảng của Chúa Giê-xu về người phụ nữ bất cẩn. Người đàn bà này có 10 đồng bạc. Bà đã mất một trong những đồng đó. Vì vậy cô đã làm gì? Có thể nói rằng lật cái căn nhà của mình, lật ngược cái căn nhà của mình, tìm cho bằng được. Thắp đèn, quét nhà, tìm cho bằng được. Khi tìm được rồi, nàng gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói, hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất. Bây giờ làm thế nào để người phụ nữ này mất cái miếng bạc này hay đồng bạc này? Nó rất giá trị trước khi cô đánh mất nó. Nó có giá trị trong khi nó bị mất. Nó có giá trị hơn khi cô tìm thấy nó. Giá trị của nó không tăng lên vì nó đã bị mất. Giá trị của nó tăng lên vì mắt của cô đã mở ra và thấy nó có giá trị. Anh chị em, 10 đồng bạc này nó không phải là tiền bằng kẽm, nhưng 10 đồng bạc bằng chất bạc, nên là có giá trị. Nhưng mà tại sao nó bị lạc?
một đồng nó bị lạc vì sự bất cẩn của người phụ nữ này. Cho đến khi một cái lý do đó, có thể coi tin tức thì thấy rằng giá bạc nó đang lên giá, chạy vô kiếm thì thấy mình bị mất một đồng. Anh chị em có nhớ câu nói của nhân gian đó là bạn không biết mình có gì cho đến khi bạn mất nó. Có nhiều người không thấy cái giá trị của một hôn nhân hạnh phúc cho đến khi gia đình của mình mất hạnh phúc. Có nhiều người không thấy giá trị của người chồng của mình cho đến khi không còn người chồng đó. Có nhiều người không thấy giá trị của người vợ cho đến khi không còn người vợ đó. Tôi đề nghị với anh chị em, người phụ nữ này bất cẩn là bởi vì đã xem cái việc mình có 10 đồng này như là một cái việc nó phải có, chuyện đương nhiên, nhưng mà sai lầm. Như chúng tôi thường giúp đỡ để trong lớp chuẩn bị hôn nhân, tôi đến và có một cái tuyên bố để mở mắt, để hai người đang yêu nhau, yêu tích mắt á, mở mắt ra. Tôi rằng một sư muốn long trọng báo cho các con biết một điều, đó là hôn nhân không phải là một cái rương đầy những của báo trong đó. Mà khi amen trước mặt Chúa, con hứa, ở trong hôn ước xong thì về mở nó ra và ô, dòng đèn bao nhiêu đồ quý ở trong cái rương này. Một sự long trọng tuyên bố với các con, hôn nhân là một cái thùng rỗng, một cái thùng không. Hả? Yeah. Mà mỗi ngày các con phải đem vào, bỏ vào cái thùng này. Một lời nói yêu thương, một cái hoa hồng tặng cho vợ. Những cái ngày đặc biệt, chăm sóc vợ của mình, chăm sóc chồng của mình, mỗi ngày cứ bồi đắp cho hôn nhân của mình, bỏ vào trong cái thùng này. Đến khi mình cần, để có những gì cần thiết cho hôn nhân của mình mở cái thùng ra, lúc bây giờ những gì mình đã đầu tư vào, bây giờ mình có thể đem ra mình sử dụng. Nếu chúng ta đông đầy cái thùng đó bằng tình yêu thương, tình yêu, thì cái lúc mà chúng ta cần phải có tình yêu thương mà gọi lớn đó, để yêu trong lúc người yêu của mình bây giờ khó yêu, khó thương, thì lấy những cái điều mà mình đầu tư ra đem ra để sử dụng. Đây là điều rất là cần để chúng ta nhớ. Trong mối liên hệ của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, đừng để đến khi mình mất, mình mới thấy mất mát. Hãy trân quý mỗi ngày. Chúng ta đã phạm bao nhiêu sai lầm vì bất cẩn. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thay đổi sự suy nghĩ của chúng ta về những điều quý giá mà mình có trong đời sống của mình. Đã bao nhiêu lần chúng ta ước mình có thể tua lại đồng hồ của mình để quay trở lại, nhưng quá muộn. Có những giọt nước mắt và chúng ta đã khóc cho những điều rất là giá trị mà chúng ta vì bất cẩn đã đánh mất. Tôi đã từng gặp, đã từng tư vấn cho những cặp vợ chồng mà nhiều khi họ không còn có thể nói chuyện với nhau được. Gặp chồng, chồng cũng khóc. Gặp vợ, vợ cũng khóc. Nhưng bây giờ gia đình hôn nhân mất hạnh phúc rồi, không thể nói chuyện với nhau được nữa vì những cái bất cẩn của mình. Trước khi tôi đi thêm, tôi muốn chia sẻ với các chị em phụ nữ. Sáng hôm nay thì với thanh niên thì tôi rất mạnh về điều này. Các chị em phụ nữ ơi, biết bao nhiêu phụ nữ đã trao thân cho những gã đàn ông vô dụng, đã tìm cách thỏa mãn cái hố ích kỷ không đáy của họ bằng cách để cho họ áp lực để mình trao tặng cái điều quý nhất của người con gái. Đó không phải là một người nam trưởng thành đáng để chúng ta nhận làm chồng. Bởi người trưởng thành là người có thể chờ đợi, người trân quý chúng ta đủ để không phải chiếm đoạt chúng ta, nhưng mà do chúng ta bằng lòng gửi tặng cái điều quý nhất của người con gái. Tôi ví các em như là những cái viên kim cương, như là một cái mỏ vàng. Nó quý như vậy, cho nên chúng ta không thải ở trên mặt đất để tên nào nó đi ngang nó cũng lượm được hết. Chúng ta phải chờ đợi để có những người có giấy phép đàng hoàng để đi và khai thác cái mỏ vàng đó. Phải được giấy phép. Cái người con trai đó phải đến xin phép cha mẹ của mình. Dạ, con muốn tìm hiểu, con muốn khai thác cái mỏ vàng của gia đình của bác.
được cái sự chấp nhận của cha mẹ, thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng đây là cái người chính thức, cái người không làm ăn lương lẹo, không phải là những người không có trách nhiệm, đi đào mỏ mà không có được giấy phép. Và được giấy phép, được sự chúc phước của cha mẹ, đó là điều phải chờ đợi. Cha mẹ có con gái của mình cũng hay nhớ điều này. Các bạn có thể nói một sự khánh cậu lô sĩ, chuyện đó chuyện của thế kỷ 20, thế kỷ 19, thế kỷ 21 này mình sao mình khó khăn với con cái vậy? Ngày hôm nay tụi nó yêu nhau là được rồi. Tôi từng tuyên bố và nói với thanh niên cũng như nói với mọi người, tôi có ba đứa con gái mà muốn tìm hiểu con gái của tôi thì nếu có bản lãnh đủ để đến gõ cửa văn phòng của mục sư, mục sư cho con có cơ hội để nói chuyện với mục sư và trình bày cái ý định của mình. Thì tôi dặn các con của tôi, người thanh niên nào mà dám gõ cửa văn phòng của ba mà vô xin phép ba đó, đứa đó có bản lĩnh để có thể hướng dẫn đời sống gia đình của con một cách hạnh phúc. Thì con la làng, nó nói, ba ơi, ba làm gì nó chạy hết. Tôi nói, nếu mà nó bỏ chạy đó con, cái đó là tốt á. Mấy đứa như vậy nó không có bản lĩnh, nó không có cái tư cách, thì con có ưng nó về thì con cũng sẽ khổ. Còn phía bên con trai thì chúng tôi hướng dẫn, nói ra những bí mật này thì chúng ta nhớ nó như dao hai lưỡi đó. Tôi căn dặn các bạn nam, cái ngày đầu tiên đến để mời người bạn gái của mình đi chơi đó, sau khi đã xin phép rồi, thì cái việc đầu tiên là ôm một đó qua đến, đi thẳng đến, không phải đưa cho cô nàng mà đưa cho mẹ cô nàng. Tốn tiền lắm mà mục sư. Tại sao? Tại vì khi con bày tỏ cái sự trân quý của con đối với người mẹ đã nuôi nàng đó, con sẽ được sự yểm trợ và chúc phước của mẹ của nàng đó, thì sẽ có những lúc mẹ sẽ nói thêm vô cho con. Còn nếu con gọi là qua mặt mẹ và con không thèm bả ra gì hết, con đi thẳng đến con tặng cho cái người yêu của con rồi dắt nàng đi chơi đó, ở nhà bả sẽ nói với ba của nàng đó, cái thằng đó nó coi tôi không ra gì hết, mai mốt nó đến nó muốn xin đó, là nó phải biết tôi. Hay là người cha mà không có cái sự hài lòng và chúc phước cho người thanh niên đó thì người thanh niên đó sẽ khổ sở. Bởi vì cha mẹ trong nhà mà cứ nói ra ngoài đó thì bạn phải đối diện với nhiều thách thức. Cho nên các chị em có những điều rất là quý ở trong đời sống của mình, khả năng để có thể ban cho tạo nên một sự sống, khả năng để có thể nuôi dưỡng ấp ủ để cho đến ngày cái gì đó được gieo vào trong mình có thể sinh sản ra. Những cái phước hạnh mà Chúa ngài ban cho đời sống của các chị em là điều rất là quý. Cho tôi chia sẻ điều này về cái sự bất cẩn của ngày hôm nay, trong thái độ sống, cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi, mắc mớ gì đến mấy mục sư mà tối ngày cứ giảng những chuyện đó, mắc mớ chứ. Cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi, ý của những con người này là những con người đã chịu ảnh hưởng bởi quả ngục, được tài trợ bằng tiền thuế của dân Mỹ, đã bị dán nhãn sai của cái tổ chức Planned Parenthood. Họ đã dạy những thiếu nữ này, đừng nghe mấy ông mục sư trong các nhà thờ nói, hãy sống với thái độ, đây là thân thể của tôi, đây là sự lựa chọn của tôi. Ô, những người biết chuyện, những người kinh nghiệm hơn, muốn chia sẻ với các bạn rằng đừng sống như vậy. Quan hệ tình dục có mang rồi đi phá thai. Cơ thể của bạn, sự lựa chọn của bạn, cuộc sống của bạn, nhưng mà sau đó chuyện gì xảy ra? Cho tôi nói trong cái nhìn của kinh nghiệm, tôi đã phải dành nhiều thời gian để giúp đỡ, giải cứu những người sống đau khổ. Nhiều năm tháng sau đó, bà quỷ nó hành hạ trong đời sống, không được phước của Chúa cho đến khi phải ăn năn về những cái lần phá thai của mình. Và những cái vết thương lòng, cái sự đau đớn của một người mẹ mà giết con của mình khi nó chưa có cơ hội chào đời, là một sự đau đớn mà kéo dài ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác. Cho nên đừng nói đây là thân thể của tôi, đây là sự lựa chọn của tôi. Đừng bất cẩn. Hãy trân quý những gì Chúa cho mình. Cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu là đấng có thể phục hồi. Cho nên những con người đã mất cơ hội, đã bất cẩn, có thể đến với Chúa, Chúa cho được làm lại cuộc đời. Chúa cũng gia ơn để giải cứu ra khỏi những gánh nặng và những vết thương lòng và mặc cảm tội lỗi vì mình đã quỷ phá tiềm năng của đứa con trong lòng của mình qua cái dạng phá thai.
sáng nay tôi cũng nói với các thiếu nữ, các con phải vững vàng. Vì xã hội ngày hôm nay cũng như các bạn cùng trang lứa nó cũng áp lực. Nói sao mày cù lần vậy? Đi nhà thờ lâu quá rồi nghe mấy một sư giảng riết rồi cù lần. Ai cũng làm đó ngày hôm nay. Quen, biết rồi. Thì cứ sống đi, sống chung với nhau đi, thoải mái đi. Và nhiều người bị áp lực. Và những tiếng nói đó và thấy rằng mình không có buông thỏa đời sống giống như các bạn khác thì mình cũng bị nó dán cho cái nhãn cù lần. Hãy mạnh mẽ nhìn thẳng vào mặt của chúng mà nói rằng bất cứ lúc nào tôi muốn trở nên giống như bạn, tôi có thể trở nên giống như bạn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể trở lại giống như tôi. Cái sự trinh tiết là điều mà các bạn đã bất cẩn cho rồi sẽ không bao giờ lấy lại được. Các phụ huynh hãy dạy dỗ con cái của mình. Bằng không thì sẽ giống như người đàn bà bất cẩn này. Khi khám phá rồi mình đã mất cái điều quý giá. Thì cái công việc của bà nó cho thấy một cái sự ăn năn đó. Thay đổi cái sự suy nghĩ của mình về nó cũng là những đồng bạc. Cho đến khi mất rồi thì thấy là cái đồng bạc này rất là quý. Cho nên quét nhà, thắp đèn, quét nhà, tìm cho bằng được. Và khi tìm được thì mời những người láng giềng của mình cùng chung vui với mình. Cảm ơn Chúa với sự ăn năn đi kèm với sự phục hồi. Cuộc sống của bạn có giá trị hơn là niềm vui nhất thời. Cuộc sống của bạn có giá trị lớn. Và đây là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu ngài nói trong Luca chương 15 câu số 10. Hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc mất. Cũng vậy, ta bảo các ngươi, các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn. Cảm ơn Chúa. Đừng để cái sự công nghĩa cá nhân định nghĩa chúng ta. Hãy chạy đến với Chúa Giêsu. Ngài đã chết trên đồi Golgotha đền tội cho bạn. Ngài đã sống lại từ mộ phần và để ôm lấy bạn và tiếp nhận bạn, trở vào trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha. Sự bất cẩn của bạn trước đây không cần phải xác định con người của bạn. Sự ăn năn đi kèm với sự phục hồi. Đầu hàng sẽ kinh nghiệm được sự chiến thắng ở trong Chúa. Đầu phục Chúa sẽ được kinh nghiệm sự đắc thắng trong ơn của Ngài. Hãy chạy đến với Chúa Giêsu trong sự ăn năn để được phục hồi. Điểm thứ ba của bài giảng của Chúa Giêsu về hai người con ngu dại. Luca chương 15 câu số 11 cho chúng ta thấy về một người kia có hai con trai. Chú lấy một cái hình ảnh của một cái gia đình có hai người con trai một cách tình cờ ngẫu nhiên. Thật ra ngài có ý của ngài đọc. Và những người Pharisee này biết điều Chúa ngài đang nói. Phần lớn câu chuyện chúng ta kể về đứa con trai út. Cái đứa con trai mà trong Kinh Thánh có nói, nhưng mà hội thánh của Chúa đặt tên là cái đứa con trai quan đàn. Nên mỗi lần mà đọc đến Luca chương 15 thì chúng ta thường hay nhấn mạnh đến đứa con trai quan đàn. Và thật ra hai cả hai người con trai này đều dài hết. Anh chị em có biết là Đức Chúa Trời có một con trai trưởng, một con trai út không? Con trai trưởng đó là nhà của Israel, đại diện bởi những người Pharisee và các sĩ thông giáo đang đứng và đang lên án Chúa Giêsu. Suốt từ ký chương 4 câu 22 đến 23, khi Chúa ngài bảo Môi-se đi và gặp Pharaoh để đòi sự tự do cho Israel. Đây là sứ điệp mà Chúa ngài dặn Môi-se đến nói với Pharaoh. Vậy con phải nói với Pharaoh rằng Đức Giê-hô-va có phán Israel là con ta, là con trưởng nam của ta. Nên ta phán với ngươi rằng hãy cho con ta đi để phụng sự ta. Chúa gọi dân Israel là con trưởng của Chúa, con trưởng nam của Chúa. Đây là ảnh của người con trai lớn đó anh chị em. Israel là con trai đầu lòng của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định chỉ có hai con trai. Đức Chúa Trời có một người con trai thứ mà người con đầu lòng này không nghĩ đến và kinh miệt. Đó là những tội nhân mà Đức Chúa Giêsu đến để cứu. Đó là con trai út của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta. Chúng ta không phải là tuyển dân của Chúa, những người Israel. Nhưng Chúa yêu chúng ta. Và Chúa ngài đã bằng lòng lìa thiên đàng cao sang xuống thế gian này, bằng lòng chịu đau đớn như vậy, chịu chết, chịu chôn và sống lại để phục hồi chúng ta. Chúng ta là đứa con trai út đó. Chúng ta quan đàng, chúng ta hư hỏng, chúng ta đã phá sản đời sống của mình. Những gì Đức Chúa Trời ngài cho chúng ta, thân thể, sức khỏe, đời sống của chúng ta phá hủy nó trong cuộc ăn chơi với phiền lụy điếm. Chúng ta cách ly với gia đình, chúng ta bỏ nhà, chúng ta đi xa, đi phương xa để chúng ta sống với những người bạn bè để cùng ăn chơi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa ngài chờ đợi để phục hồi chúng ta. Qua công việc Đức Chúa Giêsu ngài đã làm mà những đứa con út này được phục hồi. Cảm ơn Chúa.
anh chị em, khi anh chị em hiểu mình là con út đó, là cái đứa quăng đàn đó, bởi tình yêu của Chúa Ngài nhận chúng ta trở về. Cảm ơn Chúa. Nhưng điều mà tôi muốn nhắc anh chị em tại đây là nhớ đến con Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, chờ đợi để mọi người có cơ hội ăn năn, đứng đó chờ đợi. Và đây là điều mà tôi tin rằng Chúa Ngài sắp đặt để chúng ta học bài học này. Vì có một số anh chị em mỗi lúc một đông hơn, cùng cái ước ao là những gì đã xảy ra tại Asbury, cơn phục hưng ở giữa những sinh viên cũng sẽ xảy ra tại đây với chúng ta. Anh chị em, khi việc đó xảy ra, chúng ta sẽ thấy những con người như là con trai út này đó, còn mùi của phân heo đó, tại vì nó sống ở trong chuồng heo mà. Và chẳng những sống, nó ngủ ở trong chuồng heo. Mà nó tệ đến cái độ là nó muốn ăn thức ăn của heo ăn luôn, cho nên khi họ về tới chúng ta nghe còn có mùi. Hội thánh của Chúa trước khi kinh nghiệm sự phục hưng, luôn luôn chúng ta phải giải quyết cái thái độ của người anh cả. Chúng ta chưa giải quyết cái điều này xong, Chúa Ngài còn phải chờ chúng ta. Từng hồi từng lúc chúng ta thấy cái thái độ của những người trong hội thánh. Tôi có thể nghe thấy những lời thì thầm này trong những mẫu chuyện. Bạn có thấy cô gái đó không? Tại sao cô ấy không ăn mặc đàng hoàng khi đi nhà thờ? Còn cậu trẻ đó có nhìn thấy cái đôi bông tai trên lỗ tai nó không? Còn cái bà đó tôi nghe nói không có chồng, cho nên mình phải cẩn thận. Cái anh đó còn nghe mùi rượu trong miệng khi nói chuyện. Bộ không có hội thánh nào đặc biệt dành cho những người da màu đó sao mà họ phải đến đây? Tôi không thích nhìn thấy những đứa trẻ con lai. Người Pharisee mà những thầy kinh luật thích phán xét. Và đó là điều mà Chúa Giê-xu phải kể ba câu chuyện này để chỉnh đốn họ. Vì tấm lòng của cha. Chúng ta phải giống như cha chúng ta trên trời, phải phản ảnh cái tinh thần sẵn lòng để đón nhận những tội nhân trở về. Những đứa con đi lạc trở về nhà. Những tội nhân được phục hồi. Ngày nào chúng ta chưa có Chúa, Ngài phải chờ đợi chúng ta. Cho nên trên một phương diện, phục hưng không phải là chúng ta chờ Chúa đâu. Mà Chúa đang chờ chúng ta. Xin Chúa cho để sứ điệp này sẽ dọn lòng chúng ta. Như tôi đã chia sẻ với anh chị em, mỗi lần một sự chuẩn bị của Chúa trong một cuộc thăm viếng lớn của Chúa, Chúa Ngài sai những người, hay là Ngài dắt những con người rất khó thương và những người không giống chúng ta chút nào đến và gõ cửa chúng ta. Năm 1999, trước khi chúng tôi đi Việt Nam, thì một ngày tôi đang ngồi làm việc trong văn phòng, tôi nghe cửa nhà thờ gõ ầm ầm ầm. Tôi đi ra, vừa mới mở cửa là tôi bật ngửa. Một người đang đứng trước mặt tôi, tóc tôi thì nó dính nhiều cái thứ mà nó giống như dính mỡ trên đó. Mà người nó hôi kinh khủng, chắc là nhiều tháng rồi không có tắm. Tôi muốn bật ngửa vì cái mùi hôi đó. Rồi tôi nói trong lòng lại, Chúa, Chúa Ngài đặt con tới đây và sai người này đến. Xin giúp đỡ để con có thể có được một cái khả năng để con có thể yêu cái người này. Cảm ơn Chúa, như là một phép lạ xảy ra, thình lình cái mùi hôi nó không còn hôi nữa. Tôi có thể ôm cái người này và nói rằng, vào đây tôi sẵn sàng giúp anh. Anh nói rằng anh cần có một số tiền để lại được tự đứng ở trên chân của mình. Tôi cho anh một số tiền. Tôi cầu nguyện cho anh. Trước khi anh bước ra nói như thế này, tôi cảm ơn mục sư vì ông có mặt ở đây. Tôi trước đây là người đi nhà thờ này. Hội thánh Odom Memorial Baptist là cái hội thánh mà trước khi chúng ta mua lại cơ sở của họ. Nhưng tôi sai ngã, tôi đã phí phạm cuộc đời của mình. Nhưng mà tôi đi ngang đây thì thấy cơ sở đã có sự khác biệt. Tôi tin rằng hiện tại đang có người khác nhóm lại ở trong cái nơi này. Bây giờ mới biết là đây là hội thánh của người Việt Nam của quý vị. Cảm ơn ông đã mở cửa để đón tiếp để tôi được về nhà. Cảm ơn Chúa. Nếu tôi đứng ở phía sau cái cửa lo sợ và sợ cái mùi hôi đó, tôi tin Đức Chúa Trời ngày chưa nhìn thấy được, tôi sẵn sàng để đón nhận người của các màu da khác, người của các chủng tộc khác, người có một cái lối sống khác hơn chúng ta. Tất cả đều cần tình yêu của Chúa và sự tha thứ của Ngài. Tôi sẽ không đón tiếp họ được cho đến khi
giải quyết điều này trong tấm lòng của tôi. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đang chuẩn bị để giải quyết tấm lòng của người con cả. Không vui khi thấy những người con út được cha phục hồi. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta thắng được điều đó. Những người con đã được tha thứ đang ở trong nhà cha. Đừng than phiền là con ở trong nhà của cha nhiều năm tháng mà con muốn có một cái con dê con để mà làm thịt nó để tiệc với bạn hữu của con mà cũng không có. Hãy nghe tiếng nói của người cha. Con ơi, tất cả của cha là của con. Xin Chúa giúp để chúng ta sẽ là những người bằng lòng để tình yêu của Chúa đi xuyên qua tấm lòng của chúng ta, bày tỏ ra. Để chúng ta sẽ, thay vì người anh này không chịu vào nhà, chúng ta sẽ vui và chúng ta sẽ cùng với các thiên sứ trên trời vui mừng, nhảy múa khi một người trở lại tin Chúa. Khi một tội nhân trở lại với Chúa, cuộc đời đó được tha thứ. Vì chúng ta đã kinh nghiệm, và nếu chúng ta có quên, hãy nhớ lại. Cuộc đời của chúng ta, từ lúc chúng ta tin Chúa, thật lòng tin Chúa, Chúa phục hồi đời sống của chúng ta và ban phước trên đời sống chúng ta như thế nào. Nhưng mà nhìn lại, có nhiều người trong chúng ta sẽ nói rằng phước của Chúa lớn vô cùng, từ ngày tôi tin Chúa, tôi trở lại với Chúa, Chúa phục hồi đời sống của tôi. Nếu không tôi hút sách và tôi đã chết lâu rồi. Nếu không thì tôi cũng giống như các bạn đó. Chúng ta cần nhớ, để chúng ta không dùng cái công chính cá nhân của chúng ta nữa, mà chúng ta tất cả sống là chúng ta nhớ đến ân điển của Chúa. Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Chúa yêu chúng ta, Chúa đón nhận chúng ta trở về. Nếu ai trong chúng ta còn nghĩ rằng Chúa đó là phước lắm á, mới được con đi làm con chiên của Chúa. Ông Nguyễn Sư Khánh đấy, ông là cái này là phước ba đời của ông á, mới được tôi đi đến và tôi gia nhập làm thuộc viên trong hội thánh của ông. Không anh chị em, tất cả chúng ta đều là những đứa con út hư mất. Cái ngày chúng ta kêu lên, chúng ta tỉnh ngộ và chúng ta thấy rằng, nghe nói ở nhà của cha đó, những đứa đầy tớ cũng có thức ăn dư dật, còn ta tới đây thì chết đói. Nó mới tỉnh ngộ và nó bắt đầu có một cái sứ điệp để được phục hồi. Nó lên tiếng như con chiên đá. Những người phụ nữ tóc nhà cửa của mình lên kiếm cho bằng được cái đồng bạc mất. Tôi sẽ trở về và nói với cha rằng con đã mắc tội với trời và với cha, không xứng đáng để gọi là con của cha nữa. Rồi quyết định nó đi về. Chúng ta để ý khi nó về tới nó mới nói có nửa câu à. Con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng là con của cha nữa. Và ý định là xin cha cãi con hay là xử với con như đứa đầy tớ. Chưa nói được điều đó thì cha đã chạy ra ôm lấy cổ ông hôn. Tôi tin rằng người cha không nghe cái mùi thối của chuồng heo. Vì tình yêu nó bao trùm lên tất cả như đó. Và thấy đứa con của mình nó thơm vô cùng vì cái đứa ăn năn quay trở về. Lòng của cha hết sức là vui vì đứa con này sắp sửa được phục hồi. Đức Chúa Trời không vui khi thấy chúng ta phá nát đời sống của mình, rồi bị ma quỷ nó hành hạ chúng ta. Cuộc đời chúng ta nhìn không còn là con người nữa. Nhưng mà Ngài rất vui vì khi chúng ta trở về nằm ở trong tay của Ngài, Ngài sẽ nắng lên chúng ta mới như một tuyệt tác phẩm của Ngài. Ngài đã viết lại cuộc đời của chúng ta như một vần thơ tuyệt vời mà Ngài giới thiệu cho thế giới. Chúng ta trở nên tuyệt tác phẩm ở trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta hiểu nguyên tắc này. Để khi chúng ta có những vấp ngã trong đời sống, lập tức ăn năn quay về để chúng ta được phục hồi. Cái cuộc đời ăn năn và thật sự được phục hồi nó lạ lắm, phước hạnh lắm. Nhiều khi chúng ta đi ở Chúa một thời gian, đi nhà thờ chúng ta quên. Tôi cảm ơn Chúa vì chúng đi vừa qua được về để lại thấy lại trước mắt mình những cuộc đời này. Họ vốn là tệ nạn của xã hội, họ vốn là những con người làm đau lòng cha mẹ của mình và làm cái gánh nặng cho láng giềng, cho xã hội của mình. Đến cái độ người ta sợ mình đi đến gần nhà của người ta là sợ người ta đóng cửa. Không biết mình vô mình lấy cái gì trong nhà của họ để đi ra và nuôi cái cơn nghiện ngập của mình. Cảm ơn Chúa ban phước. Nhưng cuộc đời được phục hồi. Thì tôi đến một trung tâm khác, người trưởng của trung tâm này, khi chúng tôi sang Malaysia để tổ chức đại hội phụ huynh cho Đông Nam Á. Thì cặp vợ chồng này đã đến tham dự và đã xin được gặp riêng của tôi. Người vợ trình bày những ước mơ khải tượng của mình, vì chồng cũng là một người từng là người nghiện ngập, lúc bây giờ đã được phục hồi. Người vợ ước mơ rằng mình sẽ có một trung tâm để giúp đỡ cho người cùng cảnh ngộ với chồng của mình trước đây. Một ước mơ là sẽ xây một cái núi cầu nguyện. Một cái ước mơ có một cái trung tâm để có thể huấn nhẹ cho những người đã được phục hồi
họ biết cách để có thể tìm được việc làm. Thì cảm ơn Chúa, sau 10 năm kể từ ngày tôi gặp ở tại Malaysia, thì trong một cái sự sắp đặt lạ lùng của Chúa, vị mục sư mà tôi gửi cái chuyến bay để đến rước tôi đó, thì cái hãng máy bay không biết sao nó cho cái thời giờ nó trễ hơn một tiếng đồng hồ. Để là 11 giờ 5 phút máy bay mới đáp, trong khi đó thì 10 giờ 5 phút nó đáp rồi. Cho nên trong lúc mà tôi đi ra và chờ cái vị mục sư đó đến rước, thì vị mục sư này được vợ nói rằng mục sư Khánh kìa, chạy qua gặp tôi và nói: rất là quý mục sư, về nước hồi nào mà mục sư không chọn, em biết. Rồi sau thì tôi hỏi: cô Huệ khỏe không? Ngạc nhiên, vợ chồng em gặp mục sư 10 năm về trước, mục sư hỏi đúng tên vợ của em. Và cảm ơn Chúa, trong sự sắp đặt của Chúa thì sáng Chủ nhật vừa qua tôi có dịp để đến thăm cái trung tâm đó, chia sẻ lời của Chúa, động viên tinh thần của các bạn để khai phóng tiềm năng, vỡ hòa lên trong sự sung sướng để biết rằng Đức Chúa Trời Ngài có ý định để những con người đã từng làm khổ xã hội thế giới này bởi sự sức giàu của Chúa có thể trở nên những con người đi xây dựng. Và cảm ơn Chúa, có những lời làm chứng ở tại đó về cuộc đời của mình đau khổ rách nát như thế nào, bây giờ được Chúa Ngài phục hồi. Có câu chuyện làm cho tôi hết sức là được khích lệ. Có một bạn đi du học, đi làm việc ở tại Nam Hàn, trong sự thăm viếng của Chúa được cứu, và có một cái sự hứa nguyện là cuộc đời của con có thể làm gì để có thể đem lại phước hạnh cho dân tộc của con. Để Chúa Ngài sắp đặt được trở về, và đúng ở trong cái sinh hoạt ở trong cái trung tâm đó, thì bạn này nhận được một cái mặc khải từ nơi Chúa là mình sẽ giúp đỡ để huấn nghệ để phục hồi các anh em được phục hồi này, và thành lập một cái công ty gọi là Manifest Mana Story. Thì Đức Chúa Trời Ngài đã soi sáng cái cuộc đời được tha thứ, một cuộc đời được phước của Chúa trở nên hữu dụng như thế này nên chị em. Ở đồng bằng của sông Hồng và những người nông dân miền Bắc, họ khổ sở với một cái loài cỏ mà mọc rất là nhanh gọi là cây sậy. Em này một ngày kia nhìn các bác nông dân phải chặt những cái cây sậy này, mà cái rễ của nó thì nó rất là mạnh, chặt xuống như vậy đó chứ vài tháng sau mọc lên trở lại, mọc rất là nhanh. Thì trong cái lúc mà đứng mà quan sát cái bác nông dân này cực nhọc làm công việc này, Đức Chúa Trời mặc khải cho. Đây có thể là giải pháp mà thế giới đang tìm. Chúng ta biết phong trào ngày hôm nay, thế giới nhất là Âu Châu, bây giờ đến Mỹ, là họ muốn bỏ đi cái loại ống hút làm bằng ni lông, bằng plastic. Em này thấy mấy cái thân cây của cây sậy nó có thể làm cái ống hút. Và ý tưởng đó đã được Chúa Ngài ban phước. Bây giờ em có một cái công ty để làm chuyên làm ống hút bằng cái thân của cây sậy. Cảm ơn Chúa. Rồi, khi thấy bác nông dân đào cái gốc nó lên, thì Chúa Ngài lại soi sáng một ý tưởng, xách cái gốc nó đem về nghiên cứu, thì thấy rằng cái gốc của nó, cái rễ của nó rất ngọt. Thì lại chế biến ra một cái món trà mà nó giải nhiệt, ngọt mà không có lên cân, bởi vì ngọt tự nhiên chứ không phải do đường. Và công ty đó lại có thêm một cái nhánh chuyên về trà. Rồi nghiên cứu sâu thêm nữa thì thấy lá của cây sậy cùng với rễ của nó có thể làm những cái món thạch để làm milk tea. Và bây giờ công ty đó đang tạo việc làm cho các anh em ở trong cái trung tâm đã được phục hồi, bây giờ có việc làm. Cảm ơn Chúa. Anh chị em yêu thương của tôi, cuộc đời của chúng ta sau khi ăn năn được phục hồi là tuyệt vời. Đừng ngập lặng ở trong tội lỗi và đừng cứng lòng ở trong tội lỗi, nhưng hãy nhanh chóng quay trở về, vì khi chúng ta được Cha phục hồi, khi chúng ta được Cha mang nhẫn vào tay, mặc áo vào chúng ta và cho chúng ta mang dép vào trong chân của chúng ta, dài vào trong chân của chúng ta, là một cuộc đời được phục hồi một cách phước hạnh. Của thẩm quyền, của sự giàu có, của cái quyền làm con ở trong nhà chứ không còn là đầy tớ nữa. Nên đừng sống trong tội lỗi. Khi chúng ta vấp ngã, ngồi dậy, ăn năn, quay về, Cha đón chờ chúng ta. Nếu chúng ta chọn chúng ta cứ tiếp tục sống xa Chúa, cuộc đời của chúng ta Satan nó sẽ giết chúng ta. Nhưng khi chúng ta quay về thì Cha yêu thương của chúng ta sẽ rộng mở tay của Ngài để đón tiếp chúng ta. Khi con còn đằng xa thì Cha đã nhìn thấy và chạy ôm lấy cổ của nó mà hôn, dắt con về bảo đứa đầy tớ, đeo nhẫn vào tay của cậu, mặc áo vào, mang dép vào trong chân, rồi đi giết một con bò con mập. Chúng ta ăn mừng vì con của ta tưởng đâu chết mà được sống, mất mà bây giờ còn. Sức mạnh của sự ăn năn trở lại lớn vô cùng. Ăn năn, quay về, trở lại với Đức Chúa Trời, đời sống của chúng ta sẽ được Chúa Ngài phục hồi. Nếu chúng ta lỡ vấp ngã,
Và chắc chắn rằng trong cuộc đời này chúng ta còn đi ở trong cuộc sống đầy tội lỗi này, chúng ta sẽ vấp ngã. Nhiều khi do sự bất cẩn của cá nhân chúng ta đánh mất những điều phước hạnh. Nhiều khi do cái sự tò mò của chúng ta như con chiên đó, đã bỏ bầy chiên, ràng chiên của mình và đi ra bên ngoài. Nhưng khi tiếng kêu của chiên, người chăn sẽ tìm để phục hồi nó, để mang nó về. Như sự quyết tâm dọn dẹp nhà của mình, tìm lại cho được cái điều đã mất. Nên người con tỉnh ngộ, trở lại với chính mình trong sự hiểu biết và biết rằng ở nhà cha thức ăn dư dật. Những người đầy tớ ở nhà của cha của mình không phải là con mà đầy tớ thôi thì cũng có thức ăn dư dật, còn ta ở đây đói, đòi muốn ăn thức ăn của heo ăn mà người ta cũng tắm không cho ăn. Nó tỉnh ngộ, nó trở về và nó đã được phục hồi. Chúa Giêsu kể ba câu chuyện này để cho chúng ta thấy cái sức mạnh, giá trị của những người ăn năn quay về, để dạy cho những con người đạo đức, những người Pharisee trong thời bây giờ, đừng bực mình vì những tội nhân hưởng được tình yêu của Đức Chúa Trời. Các bạn là con cả nhưng mà Ngài thương những con út này nữa. Chính Đức Giêsu Ngài đã trả những giá rất đắt để những người con út này được phục hồi. Cho nên em yêu dấu ghi khắc điều này trong lòng của mình. Đừng để ma quỷ nó cám dỗ chúng ta rồi nó lên án chúng ta. Lỡ vấp ngã, lập tức ăn năn đứng dậy trở về cùng cha để chúng ta sống được phục hồi. Vì đời sống ở trong Chúa sẽ kinh nghiệm bao nhiêu phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này trong sự cầu nguyện. Anh chị em, nếu có những chỗ nào chúng ta cần trở lại với Chúa, hãy làm điều đó ngay bây giờ, đừng chần chờ nữa. Nếu có ai ở tại đây mà bạn thấy mình đã lạc và đi rất xa rồi, ngày xưa thì cầu nguyện là một thời gian ngọt ngào nghe tiếng Chúa phán, bây giờ cầu nguyện thì nó như là một cái công việc, một cái bổn phận, như là một cái trách nhiệm, nhưng mà sự ngọt ngào đã mất. Trước đây lời của Đức Chúa Trời là ngọt hơn mật của tảng ông. Vì Kinh Thánh là quyển sách mình cảm thấy sợ, không dám cầm lên để đọc nữa. Mối liên hệ với mình với Chúa có thể đã xa lắm rồi. Hãy như con chiên kêu lên để người chăn có thể tìm và vác chúng ta trên vai và ẵm bồng chúng ta trở về. Chúa đang chờ đợi, thiên đàng cũng đang chờ đợi để lễ hội vui mừng vì sự trở lại của chúng ta. Nếu bạn có mặt tại đây nhưng chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu lần của Chúa đời sống, hôm nay là ngày của bạn. Hội Thánh, trong lúc chúng ta nghe thông báo ngày hôm nay, chúng ta có nghe rằng hãy mời những người bạn của chúng ta, ai là người cần nghe lẽ thật này, hãy cầu nguyện chính mình Chúa Ngài ban phước để mình mạnh mẽ đi rao báo cho họ những điều mà chúng ta đã nghe ngày hôm nay, để rồi sẽ nắm tay dắt họ về ở trong ngày lễ phục sinh, trong đêm thương khó hay là thứ sáu tốt lành, để nhiều người có cơ hội. Chúng ta có lễ tiếng Anh trong sáng Chủ nhật lúc 9 giờ sáng, lễ tiếng Việt vào lúc 11 giờ. Ngày hôm đó hy sinh có thể đi sớm trong lễ tiếng Anh để đưa những người bạn nói tiếng Anh. Và những người bạn của chúng ta cần đi dự lễ tiếng Việt, chúng ta đón, chúng ta giúp đỡ cho họ, nắm tay họ, kéo họ về. Bởi vì chúng ta trân quý những điều Chúa đã làm cho chúng ta, sự phục hồi của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Cho kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài. Có bao nhiêu người tại đây cảm thấy mình phải lớn tiếng tạ ơn Chúa vì được nghe ngày hôm nay và nhắc lại cái giây phút tuyệt vời khi mình được làm con Chúa. Tôi khuyên anh chị em này mở miệng ra đi, cảm ơn Chúa đi. Đừng chờ tôi cảm ơn Chúa dùm cho anh chị em nữa. Nói đi. Nếu mà lâu rồi chúng ta đã sống một đời sống vô ơn Chúa, chúng ta không còn cảm ơn Ngài, hãy dùng ngày hôm nay như là một ngồi nổ, mở miệng ra đi các bạn. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa Ngài đã làm cho con. Cảm ơn Chúa vì giây phút tuyệt vời con được về nhà cha, được tiếp nhận sự cứu rỗi, sự tha thứ của Ngài. Con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Ngài. Và cảm ơn Chúa vì những lần vấp ngã trong bước đường đi theo Chúa. Khi ăn năn quay về, khi lên tiếng kêu xin, thì Chúa Ngài đã đáp ứng và Ngài đã phục hồi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những gì mà chúng con có được ở trong ngày hôm nay. Cho chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa yêu chúng con. Và tình yêu của Ngài bày tỏ trong sự kiên nhẫn chờ đợi những tội nhân được ăn năn trở về. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài đã đến trên chúng con. Xin bây giờ cho chúng con yêu thương những người lạc mất chung quanh của chúng con với tình yêu đó, để chúng con sẽ mời, chúng con sẽ gọi, chúng con sẽ đưa họ đến, để trong cuối tuần của thứ sáu tốt lành và ngày Chủ nhật phục sinh, Chúa dùng chúng con để đưa nhiều người đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Thế con cầu nguyện trong thời gian này cho đặt để trong tấm lòng của anh chị em chúng con, những con người Ngài muốn anh chị em chúng con
sẽ thuộc lại câu chuyện của tình yêu thương của Chúa, của sự kiên nhẫn của Ngài, của sự phục hồi. Xin Chúa đặt ở trong lòng của chúng con thêm sức ban ơn để chúng con vâng theo sự dẫn dắt của Ngài, và chúng con sẽ rao báo cho họ, để chúng con sẽ búa mảnh lưới này ở trong cuối tuần tuyệt vời đó, để dắt được nhiều người đến với Chúa. Và trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì con được tha thứ. Cảm ơn Chúa vì con được phục hồi. Xin giúp đỡ để chúng con sẽ giúp đỡ nhiều người nữa được phục hồi. Và trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng ta ơn Chúa hãy lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng Chúa ban phước cho anh chị em, để chúng ta cùng nhau nói cho mọi người quen biết của chúng ta để câu chuyện tuyệt vời của tình yêu của Đức Chúa Trời trong sự tha thứ phục hồi của Ngài, để họ đến phiên họ cũng sẽ được phục hồi trong ơn của Chúa. Chúa ban phước và gặp lại anh chị em trong ơn của Chúa. Chúng tôi sẽ ở lại để cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Hội thánh gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của chúng ta trong ơn của Chúa. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.